Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có công văn số 4993 ngày 09 tháng 11 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công điện số 8149 ngày 7 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và của tập thể thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại cuộc họp ngày 8 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, không vì đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mà lơ là, chủ quan, hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, nhất là việc ra đường từ 21 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, chấp hành tốt các yêu cầu, quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhất là việc tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 khi có yêu cầu. 2. Yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đảm bảo cao nhất công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện các nội dung sau. Phải có kế hoạch an toàn COVID được duyệt và phải thực hiện đúng theo kế hoạch được duyệt, thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Các hàng quán, nhất là các quán giải khát, quán ăn uống, cơ sở kinh doanh phục vụ tại chỗ thức uống có cồn, không được kinh doanh sau 21 giờ hàng đêm, thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 11 năm 2021. Đến khi tình hình dịch cơ bản ổn định, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có văn bản thông báo cụ thể. Lực lượng công an, các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương thường xuyên liên tục kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên để kịp thời phát hiện, xử lý thật nghiêm theo đúng quy định đối với mọi hành vi vi phạm. 3. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiếp tục tăng cường năng lực thu dung, chăm sóc, điều trị F0, nhất là kế hoạch đảm bảo đáp ứng về giường ICU, đồng thời liên hệ, đề nghị các địa phương, đơn vị bạn hỗ trợ các ekip điều trị các ca F0 tầng 3 và kiến nghị Bộ Y tế sớm cung cấp đủ cơ số thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19, khẩn trương xây dựng hệ thống cung cấp oxy hóa lỏng, khí nén tại các cơ sở y tế cấp huyện, trước mắt triển khai xây dựng khẩn cấp tại thị xã Giá Rai và huyện Phước Long. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, nhất là khẩn trương triển khai 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn, đảm bảo cung cấp oxy y tế, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả và đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của Bộ Y tế, tiêm phủ mũi 1 đối với 100% dân số trên 18 tuổi, tiêm phủ mũi 2 cho người trên 65 tuổi, tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi, tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về tần suất, tỷ lệ xét nghiệm cho người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận và phân phối nhanh, kịp thời, hiệu quả đối với các nguồn lực hỗ trợ từ các địa phương bạn, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Đối với các trang thiết bị được cho tạm mượn sử dụng phải quản lý, sử dụng kỹ để khi tình hình dịch ổn định thì tổ chức bàn giao trả lại theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, thống kê đầy đủ và nhất là phải có hình thức cảm ơn phù hợp đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ này. 4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển khai ngay các biện pháp linh hoạt, phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động quay trở lại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương khác có nhu cầu lao động, trong đó cần triển khai các hình thức như chuyến xe không đồng, kết nối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố bạn, đưa phương tiện đến đón người lao động, hỗ trợ một số tiền ban đầu cho người lao động khi quay trở lại làm việc, và nhất là phải đảm bảo cho tất cả người lao động được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, cố gắng tối đa để tiêm đủ hai liều vaccine,
nếu điều kiện thời gian cho phép, trước khi rời khỏi địa bàn để đi lao động trở lại. 5. Các thành viên ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ và tham gia chỉ đạo địa bàn cấp huyện tại quyết định số 16 ngày 26 tháng 10 năm 2021 của trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe và các khu vực có nguy cơ cao để yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn COVID-19. 6. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là các nhiệm vụ nêu tại văn bản này. Khẩn trương rà soát lại toàn bộ số dân có mặt trên địa bàn để triển khai việc tiêm vaccine phòng COVID-19, đồng thời cập nhật, báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế về số liệu dân số thực có trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố mình, kể cả người tạm trú, để làm cơ sở thống kê chính xác số liệu tiêm phòng, không để bỏ sót đối tượng, và làm cơ sở để Sở Y tế điều động lượng vaccine hiện có, cho phù hợp với từng địa bàn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện đúng nội dung văn bản này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Phạm Văn Thiều đã ký.